cẩu cây mai tàn dù các bạn. Để cháu chim vô các bạn để tránh cái sự chà đập nha. Thì hiện tại là hôm nay là ngày 29 Tết rồi, cho nên người ta không có cho còn bán ở đây nữa, cho nên là đi các bạn. Trời, mấy cái nhánh đẹp đẹp xuống trơn rồi nè. Đây là những người khách mà còn bán lại trong buổi trưa đó các bạn. Người lượng cặp hai cặp ha, đầy đủ hết trơn luôn. Bây giờ thì đóng lên xe chở đi nha các bạn, chở về ha. Mình hồi nãy mình hỏi thăm thì mấy anh này chở về chở lách Bến Tre các bạn. Đây các bạn, thì đây là khung cảnh mà mọi người đang dọn dẹp từ từ ha, để mà trả lại cái sân rộng rãi và chuẩn bị đón năm mới bắn pháo bông ở nơi đây nha các bạn. Và xung quanh mình là mấy cái xe cẩu, những cái cây mà lên trên xe tải để mà chở về nè các bạn. Ở phía này thì mình thấy cẩu nguyên cái gốc cây này, hình như là cây cốc các bạn, nguyên cái gốc cốc rất là lớn nè.
lên cái dàn cẩu hết trơn luôn các bạn. Quá đẹp luôn cái chậu các bạn. Bự luôn các bạn, cái cần cẩu phải dương dài luôn nha, hết cần luôn. Cái mày rất là đẹp luôn các bạn. Quá trời xe cẩu luôn, 5 chiếc xe cẩu luôn các bạn. Chỉ để lên cẩu mai thôi ha.
Đây các bạn, thì mấy anh em bán mai chuẩn bị cái công tác là đem cái con này, mình gọi là cái con cong, con phụng gì đi ha, nó cho dễ hình dung các bạn, là làm bằng từ những cái nhánh mai nè, chuẩn bị cẩu lên trên xe đó. Nhìn con này rất là khủng các bạn, quá đẹp. Anh đang chuẩn bị cột cái cọng dây xỏ dây cho các bạn. Bốn cái chân các bạn, cẩu cho nó chắc chắn ha. Bắt đầu là đem lên trên xe đó, chở về, nghe nói là chở về ở Chợ Lách Bến Tre các bạn. À, bây giờ là máng lên, bắt đầu cho cái con chim này nó bay lơ lửng luôn nha, chim công phụng gì đó các bạn. Đó lên đây. Tránh xa nó ra các bạn để cho cái xe an toàn nha. Các bạn nhìn nó bay kìa. Okay. Anh em chào các bạn. Quay một vòng rất là đẹp ha. Đây là cái phần đuôi của nó các bạn, quá đẹp. Đây em chim tạm biệt quảng trường của thành phố Rạch Giá để mà về Chợ Lách Bến Tre nha các bạn. Lên xe nè. Đó mà có người leo lên trên cây được luôn nè các bạn. Cây mai cũng có mức vậy luôn đó, có người leo lên nhánh nó luôn á.
Rồi vậy là em Phụng em Chim đấy bắt đầu lên xe đi nha các bạn. Đó. Bị cẩu cây mai rất là khủng luôn các bạn. Cây mai mà đó mình hồi nãy là mình thấy hai ba người leo lên trên nhánh để mà cục dây là nó không nhúc nhích nó luôn ha. Wow. Bay hoa vàng luôn.